Giờ quay lại đây làm gì nữa? Thì chị ít ra cũng phải quay về đây xem người yêu cũ như thế nào chứ. Cái gì? Em muốn yêu anh tha thứ cho em à? Anh bị ảo tưởng hả? Ở đâu ra vậy? Thôi đi, dẹp hết cái trò đang biện cớ đi. Anh đâu có ngu để em lừa tình người đủ dỗ đâu. Thôi, biến lẹ giùm anh đi. Ok. Ừ thì đúng. Anh chẳng có gì để cho em, còn đi với nó thì em có tất cả. Mỗi tối em còn được ăn kem. Anh biết thân phận người anh là để yêu em, làm sao anh với tới cái xã hội này cho thích rồi hay sao mà em làm chẳng quá vậy trời. Anh nói nghe nè, cũng ngồi anh không có, nhưng tiền thì anh chắc cả kho. Khi cái bản chất em giờ đã lộ diện, anh nói đúng không cao móng đỏ. Lúc nào cũng vậy mà miệng là đạo lý, thật chất em sống vì chữ tiền. Ham danh ham lợi mà vứt đi chữ tình, thì anh tặng em một chữ biến. Gái như em thì anh đây đâu thiếu, hà cớ gì phải bất chấp để yêu. Khi biết em chính là một con điệu, số phận em cũng giống như nàng kiều. Anh nói vậy thôi chứ không có ý gì, đừng trúng tim đen rồi nổi cáo. Nhưng mà cũng đúng, nhìn cái bản mặt em từ đầu anh đã biết giả tạo. Nói sợ em buồn, ngay từ đầu là anh đã muốn buông. Thấy cũng tội mà thôi thì cũng kệ, vở kịch này hai màn cũng hơi muộn. Thôi đi đi, em biết lẹ giùm anh nhây nhây một hồi là ăn tán. Vở kịch em diễn giờ đã hạ màn rồi, vở kịch này thật quá chí mạng. Nên dùng đầu để mà suy nghĩ, không nên dùng mắt trọng tri kỷ. Hơn là chưa cưới nhau về, không là vài ngày lên tòa ly dị. Ai cũng cho bản thân quyền quý, vậy thì tệ bạc ai sẽ nhận đây? Bản thân con gái đã lỗ còn va vấp vài thằng mặt váy. Chuyện lên giường xuống giường luôn là để tài chính dựa vào bạn tán. Anh thử xem anh làm được gì cho đời và cả cho tôi ngồi phán. Đàn hóng tai nghe cho kỹ, miệng anh thốt ra những lời văn hoa. Lời bản chất thành niên cây cú, giữ lòng thành phố bốc phát từng trang hoa. Chấm dứt thì phải kết thúc, quay lại làm chi không còn yêu. Trái tim anh đã không còn thì mình chia tay cũng dễ hiểu. Em bước bên nó vì sự giàu sang hay vì tình yêu đang mù quáng? Nói đến bên em tình cảm thật lòng hay là chỉ cần một cái hang? Vì bên nó là người em chọn, anh cũng chẳng cần gì phải cấm. Đến khi nó xài hết hạn sử dụng thì em cũng nhận lại chữ bấm. Thắng làm vua, thua làm giặc, nhưng lời thằng bạn anh đã nói, ở trong tình yêu có sự đòi hỏi thì cách tốt nhất là chia tay thôi. Thời đại này đã thay đổi, con người em cũng đang đổi thay. Học cách đu đồ xăm sửa quần áo anh đã thấy rồi, em khỏi cãi. Là em làm đẹp để cho anh yêu, hãnh diện bận bè anh nữa chứ. Mà anh còn ghen nói em này nọ, tội nghiệp em lắm luôn đó chứ. Thôi đi, dẹp hết cái trò đang biện cớ. Anh đâu có ngu để em lợi dụng lần này lần khác nhiều lắm cơ. Giờ anh đã khác, không còn là ngốc để em lừa tình rồi dụ dỗ. Quan hệ tình dục để cho em sướng, kiếm thằng khác đi hả cô. Gái không xinh nhiều đông đầy tình cảm, nhưng vẫn bị đá một cách thảm thương. Gái xinh giọng không chớp mắt là đạo lý, anh nói chắc là không tầm thường. Hết bảo hãm tiền rồi bảo gái gọi. Con bé ở Phan Trung Trinh, anh nghĩ thu phích của anh ngọc ngà châu báu, làm gì có cửa sau trình. Nào là yêu được em, anh sẽ là vận hào quang rọi sáng. Tiền anh chất cả kho, sau này thế nào anh cũng ráng. Nhưng giờ cũng ráng, nhưng ráng kiếm chuyện. Giữ tiền và giường để nói mau dậy, đến độ tôi nghe đến ngán ngôn tình công chúa đánh dậy sánh đôi.